Chương 1 nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Sân trường New Star đang náo loạn bởi sự xuất hiện của ba chàng hoàng tử nổi tiếng và đặc biệt là Hạo Khánh Vũ, chàng hot boy luôn đứng đầu tạp chí tuổi tin. Ba chiếc xe hơi mui trần chạy thẳng vào trường làm nữ sinh trong trường như điên loạn, nhưng không ai dám đến gần vì sợ ba chàng hoàng tử nổi điên thì họ bay sát. Anh Khánh Vũ đẹp trai ca một gơn nói mà mắt long lanh trái tim, anh Khải Minh với anh Quốc Huy cùng đẹp quá tụi bay ơi, nhưng anh Vũ vẫn là nhất, một gơn khác chen vào, ước gì mấy ảnh là người yêu tao. Một gơn khác lên tiếng thế là một đống lời bình luận vang lên nhưng ba anh chàng này vẫn không để tâm. Bỗng từ đám đông có một cô gái đi ra cầm trên tay một con heo rất đáng yêu và một lá thiệp tiến đấn Khánh Vũ, e. M ta, ân a, ns cô gái cầm hai tay đưa quà và thiệp cho Khánh Vũ và miệng cầu nguyện anh sẽ nhận, đúng là lời cầu nguyện đã linh nghiệm quả nhiên Khánh Vũ đã nhận lấy. Nhưng anh cầm con heo và thiệp lên nhìn rồi nở nụ cười đễu rồi quăn xuống đất và con rừng chân dẫm lên. Từ phía xa lại thêm một cô gái xuất hiện và đẩy ra gái đang đứng khóc vì bị sĩ nhục như vậy ra sau mình và cô lớn tiếng quát Khánh Vũ, nè, anh nghĩ mình là ngôi sao chắc? cô nói một câu làm toàn gơn và cả boy trong trường sóc, trước giờ ai theo học tại New Star cũng phải nể Khánh Vũ mà nay cô dám lớn tiếng với anh. Hồng, đi thôi đứng đây chi nữa, nói rồi cô kéo cô bạn mình đi để lại Khánh Vũ tức ói máu tay liên tục đánh vào xe, còn đưa tay lại tháo lỏng ca vát cho máu nói xuống bớt. Lần đầu tiên có một cô gái dám sất sược với anh vậy tại lớp 11A một nín đi Hồng, mày khóc vậy được gì đâu Hải Băng khuyên Hồng này giờ mà cô vẫn không hết khóc. Tao, hu hu, tao đã dùng hết can đảm tỏ tình rồi nhưng sao anh ấy lại làm vậy Hồng vừa khóc vừa nói. Không biết lượng sức thì mang nhục là phải một NS trong lớp cười sĩ nhục Ngọc Hồng đúng rồi một nano dây khác hùa theo các cô im hết đi bản than mình cũng vậy thôi hải băng quát lớn có chuyện gì vậy ngọc anh từ cửa bước vào thấy hồng khóc thì hỏi là vậy nè ba la ba la băng kể lại cho anh nghe cái cái gì anh ngạc nhiên gì mà mở mắt to vậy ngắm tao hả băng trêu anh ngắm mày cho mày nói mày chửi khánh vũ hả anh hỏi ùm um thì sao nhìn mặt hắn ta lúc này mà tao muốn giọng cho phát thui rồi mày tiêu chắc rồi anh ta là bạn anh tao nghe anh tao nói hắn ta ghê lắm đợt này mày khó thoát rồi anh dọa băng tao chi dân là không quy tê âm đó đó mày biết không băng tỏ vẻ không lo gì chuông reo thì tất cả về chỗ trả lại bình yên cho lớp học tại nhà hải băng bà ơi con đi học về rồi nè băng vừa bước vào nhà vừa kêu ba ba mình con về rồi hả ngọc tuyết ỏng ẹo đi xuống là mẹ kế của băng đó ạ à chị hơn tôi ba tuổi kêu con không thấy ngượng à hải băng lên tiếng khó chịu thì dù gì gì cũng là mẹ kế của con tuyết giả giọng hiền lành nói cô không thấy mắc cỡ sao lấy một người đáng ba minh chỉ vì tiền hải băng nói với giọng tức giận cô rất ghét loại người hám tiền mà bất chấp con hiểu lầm gì rồi Tiếp tiếp tục giả nai tơ hiểu lầm mà thôi nói với hạng người như gì thêm bẩn thôi băng nói khinh bị thấy rõ có chuyện gì mà hai mẹ con um sùm vậy Ba băng từ cửa bước vào lên tiếng. Ai mẹ con với cô ta, băng cáu, băng dù gì đó cũng là mẹ kế con mà, ông nhỏ nhẹ nói, ba không xấu hổ à, con thấy xấu hổ dùm đó, cô quát lên, con, ông tức giận. Sẵn con cũng báo ba biết con sẽ dọn ra ở riêng, băng tuyên bố, ba không cho phép con không được quyền đi đâu hết, đây là nhà con mà, ông tức giận hơn, nhà hà từ ngày ba rước con ta về thì hết rồi, cô tức giận hét to rồi chạy lên phòng. Anh đừng tức giận quá không tốt cho sức khỏe đâu tiết dìu ông ngồi xuống giọng ngọt sớt mà miệng thì nở nụ cười thâm hiểm. Chương 2, Tán tỉnh, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hôm nay, lớp băng được vắng tiết nên về sớm, cô đang tung tăng ra cổng đi về thì xe khánh vũ đỗ lại, từ trên xe anh bước xuống tiến lại cô, em rảnh không? anh hỏi cô khuyến mãi thêm nụ cười chết người nhưng mai cô không bị dính không cô nói thẳng thừng ai kêu anh làm bạn cô khóc chi cô ghét phải rồi tôi nghĩ giờ em cũng về nhà mà vậy đi ăn kem với tôi đi anh dụ dỗ đây là lần đầu tiên anh mới mở lời rủ một cô gái không đi tôi đâu phải con nít mà ăn kem cô nói mà mặt không thèm nhìn anh em là người lớn hả anh hỏi cô mà miệng cười gian kinh khủng, dỡ hơi, cô bĩu môi rồi đi thẳng bỏ lại anh ngơ ngác thú vị lắm càng khó anh lại càng thích. Nghĩ tới đây miệng anh bất giác vẻ thành nụ cười đễu. Băng vừa đi vừa lẩm bẩm giờ về nhà thì gặp con mụ già tạo đó, hay alo tụi nó đi chơi nói làm liền, băng lấy điện thoại gọi hồng rồi gọi anh điểm dừng chân của họ là quán kem ở trung tâm thương mại ê vũ ai giống nhỏ hôm qua chửi mày kia huy khều khều vũ nói ý nói băng đâu vũ nhìn xung quanh kiếm trong quán kem kìa huy chỉ thẳng tay lại bàn băng ngồi lại đó đi nói rồi vũ kéo theo huy và minh lại chỗ băng aha vậy mà tôi nghe có người nói con nít mới ăn kem vũ từ phía sau làm băng phụt luôn miệng kem ra ngoài còn hồng cúi gầm mặt không dám nhìn vũ Hạo Khánh Vũ Anh theo dõi tôi à, băng mắt trợn to đứng lên nhìn thẳng mặt Vũ mà quát cứ cho là vậy đi, chẳng những Vũ không tức mà còn cười khiến cho hai thằng bạn xém xỉu. Không ngờ tôi vinh dự được ngôi sao theo dõi, băng châm chọc Vũ, tôi thích em không theo em được hả cô bé, Vũ cười đễu đưa tay lên sờ cầm băng, liền bị băng hất phăng tay anh ra đồ biến thái, đi theo bay nói rồi băng tức giận quăn tiền xuống bàn rồi kéo hai con bạn đi mày định cua cô ta à. Minh nói khi thấy băng đã đi khuất tao không tin là trên đời lại có cô gái mà tao không tán tỉnh được. Vũ nói, ha ha tao thấy căng à, Huy lên tiếng trêu Vũ, để rồi mày coi cá không? Vũ thách thức, ok thui, cá gì đây, Huy ham hố, đứa thua phải làm một việc đứa thắng yêu cầu, Vũ nói ham hở, ok mà này nhỏ đó đi với em gái tao thì phải. Huy mới sực nhớ, bó tay cha nội này, thui đi, Vũ nói rồi lôi hai thằng đó đi thại quầy quần áo, mày buồn hả hồng? Băng thấy bạn mình buồn liền lên tiếng hỏi, đâu có, tao nghĩ kỹ rồi tao hết thích anh ta rồi hi hi, Hồng cười nói, thiệt không đó, anh chen vào ùm mà tao thấy anh ấy thích nhỏ băng hồng nói băng nhe xem xỉu đừng lôi tao vào băng tức giận thui lựa đồ thui anh kéo hai con bạn đi mua đồ